người sử dụng người ta chọn vào trong cái liên kết của cái sản phẩm đó thì mình sẽ đưa cái sản phẩm đó vào trong giỏ hàng. Vậy thì bây giờ mình sẽ tổ chức cái giỏ hàng như thế nào để mình lưu được cái sản phẩm người ta chọn? Rồi nhìn thử cái giao diện có sẵn của cái giỏ hàng cho nó như thế nào. Ví dụ như là hiện nay thì có cái giao diện như vậy. Đây user flow shop cái trang giỏ hàng đó. Ví dụ rồi thì đây là hình ảnh của một cái giỏ hàng của mình nè, đúng chưa? Vậy thì bây giờ một cái giỏ hàng gồm có gì? Thứ nhất là thông tin cái sản phẩm người ta mua, mã nó là gì, tên là gì, hàng là gì, giá nhiều, và cái số lượng người ta đặt mua cho cái sản phẩm đó. Như vậy là nó có hai thuộc tính, thứ nhất là thông tin sản phẩm và cái thứ hai là số lượng người ta mua, được chưa? Và bây giờ mình thấy rằng một cái giỏ hàng của mình đó, các bạn thấy nhiều cái sản phẩm như vậy là mình phải bỏ nó vào trong một cái link để mình chứa lại, đúng không? Nó có thể mua, nó có thể xóa, nó có thể cập nhật này nọ vân vân. Vậy thì bây giờ thầy sẽ cần có một cái list và thầy sẽ định nghĩa một cái kiểu dữ liệu mới dùng để mô tả mỗi cái sản phẩm trong giỏ hàng đó, gồm thông tin sản phẩm và cái số lượng. Do đó thường thầy sẽ khai báo một cái list. Ví dụ thầy đặt cái list là cái list item. Ở trong đó mình có đối tượng product dùng để chứa thông tin cái sản phẩm đó, và thêm một cái thuộc tính quantity, chữ số nguyên, để chứa cái số lượng người ta đặt mua cái cột quantity đó. Được chưa bạn? Rồi, vậy thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tổ chức cái giỏ hàng nè. Thứ nhất là thầy cần có một cái list để thầy mô tả thông tin của một cái sản phẩm ở trong cái giỏ hàng. Thì thầy sẽ tạo một cái list tên là item. Các bạn muốn đặt cái last gì tùy ý ha, thì đặt cái last item đó. Vậy thì trong này thì tạo cái last mới trong buckets entity, tạo một cái last item. Trong này thầy sẽ có đối tượng product dùng để chứa cái thông tin sản phẩm mà người ta mua. Thì nhờ cái đối tượng product này chính là nó chứa cái thông tin này nè, đó, dài tới cái chỗ mà thầy tô nè. Còn cái số lượng là mỗi sản phẩm mà bắt đầu mình mới luôn là cái số lượng của nó nữa, cho nên mình phải thêm cái thuộc tính quantity kiểu số nguyên nữa. Cái số lượng này là nó khác cái số lượng trong sản phẩm nha. Số lượng trong sản phẩm là lấy từ cơ sở liệu, còn cái ông này là cái số lượng người ta đang chọn trong giỏ hàng đó. Một cái last item chúng ta sẽ có thông tin như vậy, bao gồm thông tin sản phẩm người ta mua và số lượng người ta mua sản phẩm đó. Get set hay là setter? Rồi, get set. Get set hay là setter, một cái không tham số, một cái về độ tham số. Tạo ra một cái serverless mới, thầy đặt là shopping cart đi. Shopping cart controller. Vậy thì chỗ này là shopping cart controller nè. Vậy thì thôi, giống như mình làm nãy. Vậy thì bây giờ khi người ta chạy lên show sản phẩm như vậy, cái bắt đầu ở dưới này có cái nút đặt mua, người ta click chuột vào trong nó thì mình phải gọi về cái shopping cart này, đúng không mọi người? Do đó giờ mình sẽ cần có cái view để mình show cái giỏ hàng ra. Ok, vậy thì tạo cái folder shopping cart trong folder web content. Trong folder web content new một cái folder mới shopping cart. Đó, thì mới mốt cứ tạo cái serverless thì cứ tạo cái folder tương ứng cho nó đi. Ở trong cái folder shopping cart này các bạn tạo cái file index.zp ra. Rồi tạo ra cái file này để show cái giỏ hàng hiện giờ của mình ra. Vậy thì thầy có zp. Bây giờ nè, thầy muốn rằng khi mà người sử dụng á, người ta click chuột lên sản phẩm nào thì mình sẽ đi lấy cái sản phẩm đó ra, đúng chưa? Do đó mình cần phải biết được cái mã của cái sản phẩm đó, đúng không mọi người? Ứng với cái mã sản phẩm đó mình phải tìm về nguyên cái đối tượng sản phẩm. Do đó bây giờ do hiện giờ mình không có xài cái số liệu, do đó mình sẽ tạo một cái bucket model, mình sẽ giả lập có một cái product model, mình bỏ một số cái sản phẩm vô bên trong
để người ta ứng cái mã thì lôi cái đối tượng đó ra, thì một cái này mình biết xong mình thay bằng hai bên này cái là xong ngay. Do đó giờ lớp tạo cho thầy một cái bucket mới đi các bạn, bucket model. Chúng ta sẽ có một cái bucket model nữa. Rồi chúng ta có một cái lát là Rodas model. Nhiều cái lát mới. Một cái bucket model ha. Trong này chúng ta có một cái lát Rodas model. Rồi vậy thì mình sẽ khởi tạo ra một cái list Rodas và chúng ta sẽ cho người ta chọn. Vậy thì ở trong trường hợp này import nè, ra bao nhiêu tiêu để chúng ta xài cái list nè. Rồi, vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có list product. Ở đây thì có product nè, import entity sao luôn. Rồi, product model. Và bây giờ mình sẽ gán một số cái giá trị vô đây. Vậy thì giờ thầy new. Thì ở đây thôi mình copy ở bên demo controller qua chó lẹ mọi người ơi. Giờ đó chỗ này thì vào trong này thì copy nè, div.product model mình new nó một cái đi. Nhớ phải new trước khi xài ha. Đó, và sau đó chúng ta đưa ba cái sản phẩm ở bên trong demo controller qua đây cho nó nhanh. Đó. Rồi gọi viết chấm cũng được, đây cũng được, không sao chứ. Đó, như vậy là khi người ta tạo ra cái đối tượng Rodas model này là mình đã có ba cái sản phẩm ở trong đó rồi. Thì mà một cái này chính là thế bằng cái hàm file on có hai bên đây lên chứ gì nữa đó. Hôm bữa mình đã làm cái bên đây nó trơn rồi đó nha. Và bây giờ thầy sẽ có một cái hàm file on để thầy trả về danh sách nè. Và thầy sẽ có cái hàm file người ta bỏ một cái mã của sản phẩm thì mình trả về cái đối tượng của sản phẩm đó. Thì mình diệt cái dòng lập để mình tìm ra cái mã sản phẩm thôi, trả về đối tượng cho nó thôi. Được ha, kiểu không lớp ơi. Rồi vậy thì giờ khai báo cái hàm file đi, trả về cái đối tượng product. Ở đây người ta bỏ một cái ID. Đó, thì tại vì mình biết hai bên đây thì mình phải mở session rồi mở trên session rồi chúng ta đi truy vấn HQL gọi unit resource vân vân. Nhớ không? Trong trường hợp này về qua Rodas nằm ở trong này, ở trong Rodas hết. Nhiều. Nhiều. Nếu vậy, Rodas của mình mà lấy cái ID so với cái ID mà người ta cung cấp thì mình trả về cái đối tượng Rodas là tìm thấy nó rồi. À, còn ngược lại mà không vô dòng lập thì trả về luôn. Rồi, cũng vậy có lẽ. Đó, người ta bỏ ID thì mình lấy về nguyên cái đối tượng Rodas từ ở trong cái danh sách đó. Vậy giờ vậy thì bây giờ khi mà người ta list chuột mình bắt đầu mình mô phỏng từ từ, vậy thì ứng với mỗi cái sản phẩm này mình sẽ đặt cái nút buy now như này đúng không, cái liên kết buy now. Người ta chọn vào trong cái sản phẩm nào mình lấy được cái mã của nó, mình tìm về được cái sản phẩm đó chưa? Tìm được rồi. Và mình sẽ đưa nó vào trong cái giỏ hàng, thì cái giỏ hàng là mình phải sử dụng một cái session để mình chứa lại. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái ngữ cảnh như vậy nè. Chúng ta sẽ có hai cái trạng thái cho cái giỏ hàng. Thứ nhất là khi người sử dụng người ta mới mua cái sản phẩm đầu tiên là sản phẩm, là cái giỏ hàng nó chưa tồn tại, mình cần phải tạo ra cái một cái đối tượng gì đó mình đưa cái sản phẩm đó vào. Cái thứ hai là khi người ta mua sản phẩm thứ hai
thì là cái giỏ hàng có rồi, đúng chưa? Là nó đã chứa cái sản phẩm trước đó, mình mới lấy cái section đó ra, mình đưa cái giỏ, đưa cái sản phẩm mới vô. Mà khi đưa một cái sản phẩm mới vào trong giỏ hàng á, nó sẽ có cái được cảnh như vậy, lỡ mua trộm. Lít chọn vô cái sản phẩm đó, dù lít chọn cái điện thoại iPhone 7, cái hồi nó lít cái nữa, thì thay vì mình lưu hai dòng giống hệt nhau thì mình tăng số lượng lên. Do đó lại đẻ ra cái chuyện kiểm tra có trùng hay không trùng, đúng chưa? Nếu trùng tăng số lượng, nếu không trùng thêm dòng mới. Thì thôi, đơn giản thôi. Vậy thì bây giờ nè, thứ nhất là cần gắn cái liên kết để người ta chọn vào trong đó, mình lấy về cái sản phẩm trước đi. Vậy thì các bạn mở lại cái trang resol.city đi mọi người. Ngay cái chỗ này, mình sẽ gắn một cái liên kết vô đây, chữ buy now. Đó, vậy thì chỗ này chúng ta có href buy now. Ở trong cái file resol.city phải thêm một cái liên kết buy now. Vậy thì khi người ta chọn vào trong này cái, có phải mình gọi về Shopeecart Controller không? Đúng chưa? Do đó thầy sẽ gọi về Shopeecart Controller, cái nãy mà mình vừa khai báo đó. Và đồng thời mình phải chỉ cái hành động nào ra, bởi vì trong một cái Shopeecart nó sẽ có rất là nhiều cái hành động khác nhau. Action cứ dựa trên cái mẫu đó mà làm mọi người. Ví dụ thầy có cái hành động là add, là tiêu cái sản phẩm đó vô. Đó, phải xài cái action như vậy đó. Và mình cần phải biết người ta đang chọn sản phẩm nào chứ gì nữa. Lại xài query string nữa. Ví dụ thầy có an id bằng bằng gì? Bằng cái mã sản phẩm đưa cho đây chứ gì nữa, đúng không mọi người? Vậy thì chính là đô la đóng mở nhọn b.id, bởi vì b phở là cái biến đang chạy. Cho đó ứng với một cái hành động phải xác định được cái hành động đó là hành động gì bằng action và có cần tham số gì vào trong đó hay không. Hiểu không mọi người? Làm các bạn thấy làm xong rồi bạn thấy cũng dễ hiểu lắm, không có gì khó khăn hết. Cái cửa hàng á nói ra đường là phức tạp chứ mình làm thì rất là lẹ thôi. Rồi giờ lớp chạy thử đi lớp, coi có cái đường lên chưa. Rồi có bài nào muốn ai muốn đẹp thì kiếm hình dùng cho đây, cái hình có cửa hàng xe đẩy gì đó. Vậy thì bây giờ lít chuột vào trong một cái buy now cái thì có phải mình thấy được thứ nhất là action gì chưa? Và cái ID mình lấy ra được chưa? Nè, thầy chọn lên sản phẩm 2 thì B02 nè. Thầy chọn lên sản phẩm 3 thì B03 nè. Như vậy là biết người ta chọn cái rõ hàng, cái sản phẩm gì để người ta mua rồi. Rồi, bảo đảm tới đó trước đi ha. Đó, có buy now rồi đó. Vậy thì giờ mình cứ làm kiểm tra action hiện giờ là action gì rồi thực hiện hành động tương ứng thôi, cứ dựa trên cái mẫu mà chúng ta hay làm. Vậy thì vào lưu ghép của Shopeecart Controller đi mọi người, kiểm tra lớp ơi. Vậy thì bây giờ vào Shopeecart Controller, xuống cái hàm lưu ghép đây, rồi khai báo action để hứng lại cái hành động hiện giờ. Guest parameter chúng ta có action đó. Vậy thì nếu mà action là add thì mình sẽ đổi tới do get add chứ gì nữa, đúng không các bạn? Để mình xuống dưới mình thực hiện thêm cái sản phẩm đó vào trong giỏ hàng cho nó. Vậy thì kiểm tra nếu mà action hiện giờ là add đó, cứ làm từ từ thôi. Vậy là người ta đã chọn mua cái nè, add đó là chính từ cái chỗ này nè, add nè đó. Vậy là người ta mua. Vậy thì người ta mua thì thôi, mình viết một cái hàm ngang hàng với doget đi. À, vậy thì thầy cớp cái doget xuống cái, thầy sẽ khai báo cái hàm mới doget add. Đây, doget add, thầy gọi lên đây thầy xài. Rồi, vậy là giờ thầy xuống đây thầy viết thôi. Bạn nắm chắc GP Select thì những cái đem buộc sao bạn làm lẽ đó. Thầy nói là cái nền tảng của Sava Web. Rồi, vậy là bây giờ xuống dưới mình viết. Vậy thì thứ nhất nè, là mình thấy rằng giỏ hàng phải đi xài session, khai báo một cái session ra, phải sử dụng session. Gọi tới interface session đi, HTTP session, tạo nó ra. Request rồi get session một cái, cứ làm từ từ thôi. Rồi, vậy thì giống như thầy nói lúc nãy, là chúng ta có hai cái trạng thái của cái giỏ hàng.
là đầu tiên khi người ta mới mua sản phẩm, thứ nhất là chưa có giỏ hàng. Mà chưa có thì mình phải tạo một cái list kiểu gì? Kiểu item để mình chứa vào trong cái session đó. Tại sao kiểu item? Bởi vì một cái sản phẩm có giỏ hàng được có hai cái. Một là thông tin sản phẩm đó, và thứ hai là số lượng sản phẩm người ta mua. Đúng chưa các bạn? Do đó chỗ này chúng ta sẽ đi kiểm tra nếu giỏ hàng lúc đầu, là có nghĩa là nếu mà lúc đầu người ta mới mua, thì giả sử thầy đặt một cái session tên là cạc nè, nếu có bằng luôn, có nghĩa là lúc đầu người ta mới mua cái sản phẩm đầu thì nó chưa có thì mình vào trong này. Còn lần thứ hai người ta mua nó đã có rồi thì thầy vào trong eo đó. Chúng ta sẽ kiểm tra coi hiện giờ là người ta có mua sản phẩm nào chưa. Nếu chưa có thì mình sẽ tạo một cái list kiểu item để mình chứa vào trong cái session. Còn nếu người ta mua rồi thì mình lấy cái session đó ra mình thêm sản phẩm mới vô. Do đó thầy có cái if else này là vậy. Kiểu không bạn? Mình vô được cái chỗ if else này ha. Vậy thì bây giờ thầy chạy lên và thầy chọn những cái sản phẩm đầu tiên là vào trong if để làm, để có session đâu xài. Vậy thì bây giờ đối với sản phẩm đầu tiên là chúng ta phải tạo một cái list ra để mình chứa lại đó. List kiểu item là cái hồi nãy mình vừa tạo ra trong entity đó. Thầy đặt cái chỗ này là cái gạt nè, new array list nè, kiểu item đó. Tại vì thầy tạo lần đầu tiên là thầy cần phải tạo một cái gạt ra như vậy đó, mình mới đem nó mình bỏ vào trong session được. Lúc đầu là mình phải tạo ra như vậy. Và mình sẽ đưa cái sản phẩm đó vào trong cái giỏ hàng này, đúng không mọi người? Là đưa vào trong cái đối tượng cạc đó đó. Và đối tượng cạc đó là kiểu item thì nó cần gì? Product và số lượng người ta mua. Biết một hai dòng là sao hả? Vậy thì cái bước tiếp theo là cái gì? Thầy đã lấy, có phải là vô tới đây là thầy biết nè, cứ vô tới đây chính là cái hành động mà thầy chọn một cái sản phẩm nè. Lần đầu tiên thầy mua thầy list chuột lên bài nào, thì có phải là bây giờ là thầy đã biết được cái mã của cái sản phẩm thầy mua chưa? Biết được rồi. Thầy mới chạy xuống cái product model, thầy gọi cái hàm file là thầy lo lên được cái đối tượng product đó chứ gì nữa. Mình mới đưa vô cho cái giỏ hàng đó, đúng không mọi người? Và lúc đầu mới mua thì thôi, cho cái số lượng mặc định là 1 đi. Còn nó mua trùng thì tăng lên nữa chứ đâu. Được chưa? Do đó mình phải gọi xuống product model để mình tìm về cái sản phẩm đó. Kịp không lớp ơi, hiểu được cách flow xử lý chỗ này chưa lớp ơi? Được ha. Vậy thì mình thấy rằng là product model mình sẽ xài nhiều thì thôi mình lên trên này mình khai báo product model đi để mình truy xuống. Thì mình mốt mấy này chính là thế bằng hai bên này đó. Ở đây là mình đang giả lập nó bằng dữ liệu cố định. Thì mốt mình thế bằng cái code mà mình viết đối với hai bên này là xong. Rồi, gọi cái product, thầy làm hết sức chậm ha, từ thôi để bạn hình dung cái flow nó chạy. Vậy thì bây giờ vào trong cái if là lần đầu tiên người ta mua thì mình đã tạo ra được cái đối tượng cạc đó rồi, bắt đầu mình đưa cái sản phẩm nó vô đây chứ gì nữa, thì chính là cái hành động add một cái đối tượng vô trong một cái list chứ gì nữa, đúng chưa mọi người? Vậy thì trong trường hợp này chúng ta lấy cái đối tượng cạc, chúng ta đưa cái sản phẩm mới vô là add chứ gì nữa, đúng không? Đúng chưa? Add cái gì? Add một cái đối tượng kiểu item. Kịp không các bạn? Được không? Kịp không? Không kịp nói thầy giải thích lại nha. Vậy thì giờ chỗ này biết gì? New item. Tại vì giống như thầy nói lúc đầu, một cái sản phẩm trong cửa hàng gồm hai phần: thông tin sản phẩm và số lượng người ta mua. Đúng chưa lớp ơi? Thì new item chính là cái thông tin sản phẩm product và cái số lượng người ta mua kìa. Mà cái product này ở đâu ra? Là phải tìm ở trong product model ra chứ đâu. Kịp không? Vậy thì mình phải đẻ ra cái chuyện phải lấy được cái ID của cái sản phẩm đó, đúng không mọi người? Vậy thì lấy ID thì thôi, mình thấy rằng là ID nó xài chung qua XL. Thầy lên đây thầy lấy bản gì? Có phải request get parameter của ID không? Như vậy là lấy được cái ID người ta mua chưa?
Rồi, vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đi tìm về cái đối tượng Rodus đó dựa trên cái ID mà người ta vừa chọn. Chị Hương lớp ơi, điều đó có nghĩa là gì? Là gọi Rodus model, mình gọi cái hàm vậy để mình tìm về nó. Do đó chỗ này thầy sẽ gọi Rodus model, thì gọi cái hàm file là có phải lôi về được cái đối tượng Rodus ứng với cái giá trị người ta vừa chọn chưa, là giải quyết được cái thông tin của cái sản phẩm đó trong cái giỏ hàng. Và số lượng lúc đầu mình giả sử cho nó là một thôi lớp, vậy thì cho nó một đi. Đó, thì đây các bạn cứ nhìn cái hình giao diện này, thông tin sản phẩm trong giỏ hàng chính là cái Rodus này, và số lượng người ta mua chính là cái cột này, được chưa mọi người? Đây nè, cái giao diện như vậy là dễ nhìn nhất nè. Đó, mình lấy được nguyên cái đối tượng Rodus rồi. Rồi, như vậy là lần đầu tiên người ta mua là mình đã tạo ra được một cái đối tượng cạc kiểu list item đó rồi. Và bây giờ mình phải chứa nó vào trong session để lần sau mua mình còn giữ lại được cái gì nữa, thì lại là session set attribute nó vô, đúng không mọi người? Do đó chỗ này viết cũng ít dòng lắm, không có gì khó khăn hết trơn. Các bạn hiểu cái cách nó chạy rồi, làm lẹ lắm. Vậy thì thầy tạo cái session, thí dụ thầy đặt cái session cạc nè, thì nó là object mà, không chứa gì hết chứ. Xong chuyện đó, nhờ object mà làm rất là lẹ lắm. Rồi, xe như vậy là lần đầu tiên mua là đã có được một cái sản phẩm trong giỏ hàng rồi. Giờ thử show ra coi được không? Ok chưa? Rồi đi từ từ thôi nha, đi từ từ thôi. Quan trọng của cái bài session này là các bạn tạo được session, xóa session và sử dụng nó vào hai cái ví dụ này đó. Nhất là cái ví dụ kinh điển là cái đăng nhập đó, lần nào cũng gặp cái chuyện đó. Cái thứ hai là chúng ta nâng cao một chút là làm cái giỏ hàng thử. Mua xong rồi thì mình phải mở về cái trang cạc chứ gì nữa, để show cái thông tin giỏ hàng hiện giờ ra, thì load cái file index lên. Được không mọi người? Vậy thì ra khỏi XL có nghĩa là mua được hay không thì phải mở về cái trang. Mua có trùng hay không trùng thì phải mở cái trang cạc lên chứ gì nữa. Do đó load cái trang index.cp chỗ này lên. Request get request dispatcher chỉ tới folder xuất hiện cạc vô index folder gì đó, đúng chưa? Rồi đó, làm thử đi. Shopping folder shopping cạp chỉ tới index.cp forward request và response. Rồi như vậy là thầy mở được tới cái giỏ hàng rồi. Bây giờ mình show cái giỏ hàng ra thử nè. Đó, giờ mình sẽ vào trong cái index.cp này, mình show cái sản phẩm thứ nhất của giỏ hàng ra thử coi nó làm sao. À, ở ra khỏi FL là mình phải load được index lên. Bây giờ rồi dựng mấy cái tiêu đề cho nó nè, thì cũng giống như cái giao diện của mình đi, hình ảnh cho ra tên nè, giá nè, số lượng tổng tiền, ok ha. Vậy thì thầy có thêm cái ID nữa nè, ID rồi hình nè, tên nè, hình nè, giá nè, số lượng nè, sức của con nè, nam nè, photo nè, giá nè, số lượng người ta mua nè, nhớ số lượng này là khác số lượng trong Rodus nè, và sức của con nè. Rồi đó là thông tin của một cái giỏ hàng của mình có đó. Thì giờ mình thấy là phải sử dụng vòng lặp rồi, lên trên khai báo CSTL đi. Rồi đó, làm thử nha, gắn cái khai báo đi vô đi, rồi chúng ta cùng lặp qua để duyệt qua cái giỏ hàng. Cái này phải không?
nó xuống nó tác lại rồi nè. Fix UI CP CSL sẽ có rồi dẫn giờ. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình lập, mình lập chính là mình duyệt qua cái session card này để lấy ra từng cái đối tượng item, đúng chưa? Tại vì cái card của mình hiện giờ là cái item mà, do đó bây giờ trong trường hợp này lớp lập thôi. Sử dụng dòng lập coi. Vậy thì chỗ này là lớp C2.4X đó. Mình đang duyệt qua từng cái sản phẩm trong cửa hàng, kiểu không? Thứ nhất biến chạy, biến chạy và thầy đặt item tùy ý đặt gì đặt. Bởi vì mỗi cái phần tử mà mình đang duyệt bây giờ là kiểu item nha. Do đó chỗ này item F nè, thì ở đây là phải lấy từ session ra, gọi session scope chứ gì nữa. Hồi nãy có phải trong shopping cạc mình tạo session tên là cạc này không? Đúng chưa lớp ơi? Vậy thì qua bên đây là chấm cạc chứ gì nữa. Xong chuyện. Rồi, như vậy là thầy duyệt qua được những cái sản phẩm người ta mua trong giỏ hàng rồi đó. Thầy sẽ đi gắn dòng vô nè. Đó. Vậy thì bây giờ mỗi cái sản phẩm ở trong cái giỏ hàng của mình là item. Vậy thì giờ viết cái gì chỗ này, ai nói được cái chỗ này là hiểu làm sao lấy được cái ID nó ra giờ nè. Mình có item xong rồi chấm sao rồi đó. Tao đọc chuyện này đi. Item xong rồi chấm rồi đó. Good quá, chấm tới rồi đó nữa. Tại vì một cái role item ở trong này là có rồi đó bên trong. Do đó phải chấm tới ID nữa như vậy nè. Nó item chấm tới product mới lấy cái ID ra. Nem cũng vậy, item chấm product chấm nem. Rồi thì mày xịt cái, thì để cái hình vô đây chính là cắt nó xuống. Chỗ này chấm photo nè. Cho độ rộng nhiêu đó đi, tùy ý, ví dụ thầy cho 50 pixel. Rồi như vậy là show được cái hình ra. Vậy thì chỗ này chúng ta có giá nè. Giá nè. Rồi số lượng nè. Số lượng này là nhớ không có rô đớt nha mọi người. Số lượng này chính là cái thuộc tính quantity chỗ này nè. Đó, mình hiểu như vậy thôi. Vậy thì trong trường hợp này item chấm quantity thôi, đó là số lượng người ta mua đó. Tổng tiền lấy vô. Rồi, đó là cái giỏ hàng của mình chỉ có như vậy thôi, nhân cho số lượng chứ gì nữa, đúng không? Đó, bạn thấy tổ chức đúng cực kỳ dễ. Duyệt qua cái đối tượng cái muốn lấy thông tin sản phẩm, chấm product ra, lấy giá, lấy số lượng, chấm tiền quantity. Rồi, ai xong rồi mua thử trái đi, coi nó vô được tới đây chưa. Rồi, thì chờ. Đó, cái phần rồi, index đây. Đó, ai chưa kịp thì đó. Index quan trọng quá rồi. Chiều cái ngắt xong nó đâu có đi. Rồi, vậy thì chạy thử nè. Vậy thì thầy chọn vô trong mua cái sản phẩm hai này cái buy now. Thôi chạy lại cái đi, cho nó build code rồi này nọ xuống cái tay ép được không? Chạy ra. Tới điểm này phải đưa được cái sản phẩm đầu tiên chứ một cái.